Long Sơn, Bà Rịa, Vũng Tàu với chủ đề Nam Sư uống rượu. Được, bắt đầu. Nam Sư uống rượu. Đình Long Đường. Quán Nam Sư uống rượu. Ông ẩm chắc thơm bệnh. Anh ngồi một cái đó, anh em gom em trả bên kia, đi 100 cái rồi. Con ngồi cái đó nè. Từ ngoài. Chị sân khấu. Thấy không? Đừng 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 da cha. Hôm qua leo cột, nay không có leo hả? Nay biểu diễn ở dưới à? Thank you.
say rồi đó. Vậy là đội Đình Long Đường Long Sơn đã kết thúc phần thi của mình với nội dung chủ đề Nam Sư uống rượu. Và như vậy chúng ta đã thấy là Nam Sư của ta uống rượu xong say bí tỉnh. Vâng, tiếp theo là đội Tân Hòa Đường. Xin mời đội Tân Hòa Đường chúng ta vào chuẩn bị sân đấu.